sách Zacharia, đoạn thứ nhất từ câu 1 đến câu 17, phần thứ nhất, khuyên nhủ sám hối. Tháng 8 năm thứ hai triều Dario, có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Zacharia, con ông Berechia, ông này là con ông Iddo rằng, Đức Chúa bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi. Ngươi hãy bảo chúng, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, hãy trở lại với ta, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, và ta sẽ trở lại với các ngươi. Đức Chúa các đạo binh phán, đừng như cha ông các ngươi, những người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo. Đức Chúa các đạo binh phán thế này, hãy từ bỏ lối sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Cha ông các ngươi bây giờ đang ở đâu? Liệu các ngôn sứ có sống mãi không? Thế nhưng các lời và các thánh chỉ ta đã truyền cho các tôi tớ của ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bấy giờ, họ đã trở lại và nói, Đức Chúa các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi, căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, thì người đã hành động như vậy. Thị kiến thứ nhất, các kỵ mã. Ngày 24 tháng 11, tức là tháng Sơ Vát, năm thứ hai triều Dario, có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Zacharia, con ông Berechia, ông này là con ông Iddo rằng, đang đêm tôi đã thấy một thị kiến. Đây một người đang cưỡi con ngựa màu hung và đứng ở giữa những cây sim mọc trong vực thẳm. Đằng sau người ấy có những con ngựa màu hung, màu hồng và màu trắng. Tôi mới hỏi, thưa ngài, những cái đó là gì vậy? Thần sứ đang nói với tôi trả lời, ta sẽ cho người thấy những cái đó là gì. Người đang đứng giữa các cây sim lên tiếng nói, đó là những người Đức Chúa phái đi ngang dọc toàn cõi đất. Bấy giờ, những người ấy lên tiếng trả lời vị thần sứ của Đức Chúa đang đứng giữa các cây sim. Chúng tôi đã đi ngang dọc toàn cõi đất và thấy khắp nơi đều an cư lạc nghiệp. Bấy giờ, thần sứ của Đức Chúa lên tiếng nói, lạy Đức Chúa các đạo binh, ngài không thương Jerusalem và các thành Juda cho đến mãi bao giờ. Ngài thịnh nộ với chúng nay đã 70 năm. Đức Chúa dùng những lời lẽ nhân từ, những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần sứ đang nói với tôi. Bấy giờ vị thần sứ đang nói với tôi bảo tôi, hãy công bố, Đức Chúa các đạo binh phán thế này. Vì yêu Jerusalem và Sion, ta phát ghen lên dữ dội, ta đã bừng bừng nổi giận với các dân tộc tự mãn, vì ta chỉ nổi giận trong giây lát, thế mà các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai họa. Vì thế Đức Chúa phán thế này, ta sẽ trở về Jerusalem mà thương xót nó, đền thờ của ta sẽ được xây dựng lại ở đó, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, và dây đo sẽ lại được giăng trên Jerusalem. Ngươi còn phải công bố rằng, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, các thành của ta sẽ tràn ngập của cải, Đức Chúa sẽ lại an ủi Sion, và người lại chọn Jerusalem. Zacharia đoạn 2 từ câu 1 đến câu 17, thị kiến thứ hai, sừng và thợ rèn. Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến, đây có bốn cái sừng. Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi, thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy? Người trả lời tôi, đó là những cái sừng đã làm cho Juda, Israel và Jerusalem phải tan tác. Rồi Đức Chúa lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn. Tôi mới hỏi, lạy Đức Chúa, họ đến để làm gì vậy? Và người đáp lại rằng, những cái sừng đã làm cho Juda phải tan tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, còn những người này đến để gây hãi hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang dương lên, húc vào xứ Juda, khiến nó phải tan tác. Thị kiến thứ ba, người đo. Rồi tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây có một người tay cầm dây đo. Tôi hỏi người ấy, ông đi đâu? Người ấy trả lời, đi đo Jerusalem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu.
và đây, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra, và một thần sứ khác tiến lại đón vị thần sứ ấy. Vị trước bảo vị sau, hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng, Jerusalem phải là một thành rộng mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó. Phần ta, sớm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ là tường lũy bằng lửa bao quanh nó, và ta sẽ là vinh quang ở giữa nó. Hai lời kêu gọi dân lưu đày, này, này, hãy trốn khỏi đất phương Bắc, sấm ngôn của Đức Chúa, vì ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời, sấm ngôn của Đức Chúa. Này hỡi Sion, hãy lo cứu lấy mạng, hỡi ngươi là kẻ đang cư ngụ tại đất Babylon, bởi vì sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến với các dân tộc đã cướp phá các người, thì Đức Chúa các đạo binh phán thế này, kẻ nào động đến các ngươi là động đến con ngươi mắt ta. Quả thế, này ta giơ tay chống lại chúng, để chúng trở thành chiến lợi phẩm, cho những kẻ đã phải làm tôi chúng. Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng, Đức Chúa các đạo binh đã sai tôi đi. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa, ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa, chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng, Đức Chúa các đạo binh đã phán tôi đến với các người, Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của người trên đất thánh, và người sẽ lại tuyển chọn Jerusalem. Hỡi mọi sắc phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, bởi vì người tỉnh giấc và ra khỏi nơi thánh của người. Zacharia đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Thị kiến thứ 4, mặc y phục cho ông Giê-xu-a. Người lại cho tôi thấy thượng tế Giê-xu-a đang đứng trước mặt thần sứ của Đức Chúa, còn Sa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Thần sứ của Đức Chúa nói với Sa-tan, ước gì Đức Chúa trừng phạt ngươi, hỡi Sa-tan, ước gì Đức Chúa, đấng đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi, hỡi Sa-tan, ước gì Đức Chúa, đấng đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi, người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? Bấy giờ, ông Giê-xu-a, áo sống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ. Vị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình rằng, hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra và mặc cho ông lễ phục huy hoàng, hãy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch. Người ta đã đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch và mặc cho ông áo sống thanh sạch. Trong khi đó, thần sứ của Đức Chúa đứng và nói với ông, này ta đã gỡ tội cho ngươi. Rồi thần sứ của Đức Chúa long trọng tuyên bố với ông Giê-xu-a rằng, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, nếu ngươi sống theo đường lối ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử nhà của ta. Chính ngươi sẽ canh giữ tiền đình của ta, và ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. Vì này là phiến đá ta đã đặt trước mặt Giê-xu-a. Trên phiến đá độc nhất này có 7 con mắt. Này, chính ta sẽ khắc chữ lên đó. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Chồi non xuất hiện. Vậy nghe đây, hỡi thượng tế Giê-xu-a, ngươi cũng như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt ta. Chúng là một điềm báo. Vì này, ta đang cho tôi tớ mệnh danh là chồi non xuất hiện. Ta sẽ kết tội của xứ này đi nội cho một ngày. Ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây già. Sách Zacharia đoạn 4 từ câu 1 đến câu 10. Thị kiến thứ 5, chân đèn và những cây ô liu. Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. Vị ấy nói với tôi, ngươi thấy gì? Tôi thưa, tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng. Trên đầu có 17 tim đèn. Bên cạnh trụ đèn có 2 cây ô liu, một ở bên phải phao dầu và một ở bên trái.
Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi. Thưa ngài, những cái đó có nghĩa là gì? Thần sứ đã nói với tôi lên tiếng trả lời. Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao? Tôi thưa. Không, thưa ngài, vị ấy lại nói với tôi. Bảy ngọn đèn kia là bảy con mắt của Đức Chúa đang rào khắp cõi đất. Bấy giờ, tôi lên tiếng hỏi vị ấy. Thưa ngài, hai cây ô liu ở bên phải, bên trái trụ đèn ấy có nghĩa là gì? Một lần nữa, tôi lại lên tiếng hỏi vị ấy. Thưa ngài, hai cành ô liu ở bên hai ống thông dầu bằng vàng, tuôn xuống dầu vàng óng ánh có nghĩa là gì? Vị ấy trả lời tôi rằng, chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao? Tôi thưa, không, thưa ngài. Vị ấy bảo, đó là hai người được sức dầu đứng phục vụ bên Chúa Tể toàn cõi đất. Ba lời nói liên quan đến ông Zerubbabel. Đây là lời của Đức Chúa liên quan đến ông Zerubbabel. Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc ta giao phó, nhưng là nhờ thần khí của ta, Đức Chúa các đạo binh phán. Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt Zerubbabel, ngươi hãy trở nên đồng bằng. Nó sẽ lấy ra viên đá chóp đỉnh giữa tiếng reo hò. Đẹp, đẹp quá! Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, chính tay Zerubbabel đã đặt nền móng cho đền thờ này, và cũng chính tay nó sẽ hoàn tất. Và các người sẽ nhận biết rằng, Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người. Vậy ai dám khinh thường bước khởi đầu khiêm tốn của công việc này? Người ta sẽ hân hoan khi nhìn thấy viên đá được tuyển lựa trong tay Zerubbabel. Zechariah đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Thị kiến thứ 6, cuốn sách bay. Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây có một cuốn sách đang bay. Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo. Ngươi thấy gì? Tôi thưa, tôi thấy một cuốn sách đang bay. Cuốn sách dài 10 thước, rộng 5 thước. Bấy giờ người bảo tôi, đây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị đuổi ra khỏi đây, và cũng theo lời đó, bất cứ ai thể gian sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Ta đã phán ra lời nguyền rủa đó, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp, và vào nhà đứng nhân danh ta mà thể gian, lời đó sẽ ở lại giữa nhà chúng mà hủy diệt cả gỗ đá nhà chúng. Thị kiến thứ 7, người đàn bà trong cái thùng, thần sứ đã nói với tôi tiến ra bảo tôi. Hãy ngước mắt lên mà xem cái gì đang hiện ra kia. Tôi hỏi, thưa ngài, cái gì vậy? Người đáp, cái thùng hiện ra đó. Người nói tiếp, đó là tội lỗi của dân cư toàn xứ này. Và này, cái nắp chì được nhắc lên, có một mụ đàn bà đang ngồi trong cái thùng. Người bảo, tội ác đó. Rồi thần sứ lại ấn mụ ta vào cái thùng và lấy tảng chì đậy lên trên. Tôi ngước mắt lên và thấy một thị kiến. Này có hai phụ nữ tiến ra, cánh họ tung bay trong gió. Họ có cánh như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên không trung. Bấy giờ tôi hỏi vị thần sứ đã nói với tôi. Họ đem cái thùng đi đâu vậy? Người đáp, đem sang đất Sin-a để xây cho nó một ngôi đền. Và khi xây xong sẽ đặt nó ở đó, trên một cái bệ. Zechariah đoạn 6 từ câu 1 đến câu 15. Thị kiến thứ 8, chiến xa. Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây có 4 chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra. Những quả núi ấy là những quả núi đồng. Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô, xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh. Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi. Thưa ngài, những cái đó là gì vậy? Thần sứ lên tiếng trả lời, đó là 4 luồng gió trời tiến đi sau khi đã trình diện Chúa Tể toàn cõi đất. Xe thắng ngựa ô tiến về đất Bắc,
ngựa bạch tiến theo sau, ngựa đốm tiến về đất nam. Chúng tiến đi hùng mạnh và mong mỏi rào khắp cõi đất. Bấy giờ người phán, hãy rào khắp cõi đất, và chúng rào khắp cõi đất. Người gọi tôi và bảo, hãy nhìn những con đang tiến về đất Bắc, chúng sẽ làm cho thần khí ta được nghỉ ngơi ở đất ấy. Đội triều thiên cho ông Giê-xu-a, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hãy nhận quà tặng của những người lưu đày, của nhà Khen-đai, nhà Tô-vi-gia và nhà Dơ-đa-gia. Ngay ngày hôm nay, chính ngươi sẽ đi tới nhà Giô-si-a, con của Sơ-phan-gia, vừa từ Babylon trở về. Ngươi hãy lấy vàng bạc làm một vương miện, rồi đội lên đầu Giê-xu-a, con của Thượng tế Giê-hô-sa-đắc. Ngươi hãy nói với nó rằng, Đức Chúa các đạo binh phán thế này. Đây, một người mệnh danh là chồi non, từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi, nó sẽ xây thánh điện của Đức Chúa, chính nó sẽ xây thánh điện của Đức Chúa, chính nó sẽ mặc lấy oai phong, nó sẽ ngự trị trên ngai và nắm quyền thống trị, sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác. Cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Còn vương miện thì sẽ được dùng làm kỷ vật để tưởng nhớ Khê-lem, Tô-vi-gia, Dơ-đa-gia và Khen, con của Sơ-phan-gia, trong thánh điện của Đức Chúa. Bấy giờ những người ở xa sẽ đến xây thánh điện của Đức Chúa, và các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã sai tôi đến với các người. Sẽ xảy ra như thế nếu các người thực sự vâng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của các người. Maria đoạn 7, từ câu 1 đến câu 14. Thắc mắc về việc ăn chay. Năm thứ tư triều Dario, ngày mùng 4 tháng 9, tháng Kít Lêu, có lời Đức Chúa phán với ông Zacharia. Ông Bết-ên đã phái ông Sa-re-se, ông Regem-melec và các người của mình đến làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong nhà Đức Chúa, các đạo binh, và hỏi các quân sứ rằng, tôi có được than khóc và ăn chay vào tháng năm như tôi đã làm từ nhiều năm nay không? Trở về với quá khứ của dân tộc, bấy giờ có lời Đức Chúa các đạo binh phán với tôi rằng, hãy nói với toàn dân trong xứ và các tư tế rằng, các ngươi ăn chay và than khóc vào tháng năm và tháng bảy. Từ 70 năm nay, có phải vì ta, vì chính ta mà các ngươi ăn chay? Và khi các ngươi ăn, khi các ngươi uống, nào chẳng phải vì chính mình mà các ngươi ăn, các ngươi uống hay sao? Đó chẳng phải là những lời Đức Chúa kêu gọi qua trung gian các ngôn sứ thời xưa, khi Jerusalem còn được an cư lạc nghiệp với các thành thị bao quanh, cũng như khi Negev và Sơ-phê-la còn có dân cư ngụ hay sao? Lại có lời Đức Chúa phán với ông Zacharia rằng, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, hãy xét sự thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau. Đừng áp bức người quá bụa và trẻ mồ côi, người ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chớ để lòng mưu điều ác hại nhau. Thế nhưng chúng chẳng thèm lưu ý, chúng đã quay lưng phản nghịch, chúng đã làm cho tai chúng ra nặng để khỏi phải nghe. Lòng chúng để cho chai cứng như kim cương để khỏi vâng giữ lề luật và lời dạy bảo mà Đức Chúa các đạo binh đã gửi đến nhờ thần khí của người qua trung gian các ngôn sứ thời xưa. Và chuyện xảy ra là Đức Chúa các đạo binh đã giáng xuống cơn thịnh nộ lớn lao. Chuyện còn xảy ra là ta đã kêu gọi mà chúng không nghe thế nào, thì khi chúng kêu cầu, ta cũng chẳng thèm nghe như thế. Đức Chúa các đạo binh phán, ta đã cuốn phăng chúng đi đến mọi dân tộc chúng không biết. Đằng sau chúng là một xứ sở hoang tàn, không người qua lại. Chúng đã biến một xứ xanh tươi màu mỡ, nên chốn hoang tàn.
sách Zacharia, đoạn 8 từ câu 1 đến câu 23. Viễn ảnh ơn cứu độ thời đấng Messiah. Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này, vì Sion ta phát ghen dữ dội, ta nổi giận đến tột cùng vì nó. Đức Chúa phán thế này: Ta đã trở lại Sion, ta sẽ ngự lại ở Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành trung tín, và núi của Đức Chúa các đạo binh là núi thánh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trên những quảng trường Jerusalem, các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ, ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao. Tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa. Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Nếu đó là điều không thể được đối với số dân còn sót lại trong những ngày ấy, thì cũng là điều không thể được với ta chăng? Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Ta sẽ đưa dân ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về cho cư ngụ ở giữa Jerusalem. Chúng sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng đền thờ của Đức Chúa các đạo binh để tái thiết thánh điện, các ngươi hãy mạnh bạo lên, vì trước những ngày ấy người ta thì không có lương mà súc vật cũng chẳng có gì, người người qua lại chẳng được bình an vì vướng kẻ thù. Ta đã làm cho mọi người xung khắc nhau, người này chống lại người kia, nhưng bây giờ đối với số dân còn sót lại, ta không xử như những ngày trước nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Đây là hạt giống bình an, cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi, và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân còn sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, các ngươi đã thành lời nguyền rủa giữa chư dân thế nào, thì ta sẽ cứu thoát các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc như vậy. Đừng sợ, cứ mạnh bạo lên. Quả thật, Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng họa cho các ngươi thế nào, thì cha ông các ngươi làm cho ta nổi giận, Đức Chúa các đạo binh phán, và ta đã không hối tiếc, thì trong những ngày này ta sẽ nghĩ lại mà giáng phúc cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa như thế. Đừng sợ, đây là những điều các ngươi phải thi hành. Hãy nói thật với nhau, nơi cổng thành của các ngươi hãy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hòa mà xét xử, chớ để lòng mưu điều ác hại nhau, đừng ưa chuộng thời gian, vì ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trả lời về vấn đề ăn chay. Có lời Đức Chúa các đạo binh phán với tôi rằng: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chay tháng 4, chay tháng 5, chay tháng 7 và chay tháng 10 sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an. Viễn ảnh ơn cứu độ thời đấng Messiah. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh. Cả tôi nữa, tôi cũng đi. Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Jerusalem và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, 10 người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em. Sách Zacharia, đoạn 9 từ câu 1 đến câu 17. Phần thứ hai, lời sấm, đất mới. Lời Đức Chúa loan truyền tới đất khát rác và chọn Đa-mát làm chốn nghỉ ngơi, vì dòng dõi Aram cũng như mọi chi tộc Israel đều thuộc về Đức Chúa. Lời ấy cũng loan truyền tới Tha-mát,
ráp danh với Israel, tới cả Tia và Sidon là những thành khôn ngoan có tiếng. Tia đã xây kết pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi cát, gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường, nhưng này Chúa sẽ chiếm đoạt hết. Người đập tan tường lũy mà sôi xuống biển, còn chính thành thì bị lửa thiêu. Nhìn thấy thế, Ascalon sợ hãi, và Gaza quằn quại đớn đau, cả Ekron cũng vậy, vì điều nó chờ mong đã tan thành mây khói. Gaza chẳng còn vua, Ascalon không người cư ngụ, Asdod thành nơi ở cho đám con lai. Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu hãnh của người Philistine, sẽ làm cho miệng nó sạch máu, và lấy khỏi răng nói những thức ăn ghê tởm. Nó cũng sẽ thành số còn sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta, sẽ được kể như một thị tộc của Judah, và Ekron sẽ được đối xử như người Jevus. Cạnh nhà của ta, ta sẽ đóng trại canh gác, đề phòng người qua kẻ lại, kẻ áp bức sẽ không còn sang đánh chúng nữa, vì bây giờ chính ta để mắt trông coi. Đấng Mêsia, nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng. Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Ngươi sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Tái thiết Israel, về phần ngươi, vì ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn. Hãy trở về pháo đài kiên cố. Hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn tràn trề hy vọng, chính ngày hôm nay ta tuyên bố, ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi, vì ta đã trương Juda làm cung nỏ, lấy Ephraim làm tên bắn. Hỡi Sion, ta sẽ kích động con cái ngươi, chống lại con cái Javan, ta sẽ biến ngươi thành lưỡi gươm tráng sĩ. Đức Chúa sẽ xuất hiện trên dân người, mũi tên của người sẽ phóng đi như tia chớp. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ thổi tù và, người sẽ tiến bước trong gió bão phương Nam, Đức Chúa các đạo binh sẽ che chở họ, khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng. Họ sẽ uống máu như uống rượu, và đầy ứ như những chiếc bình rầy, như các góc bàn thờ. Trong ngày đó, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân người, như mục tử cứu thoát đàn chiên. Họ sẽ chiếu sáng trên đất của người, như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện. Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào. Lúa mì làm cho thanh niên được nảy nở, và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi. Sách Zacharia đoạn 10 từ câu 1 đến câu 12. Trung thành với Đức Chúa. Hãy cầu xin Đức Chúa ban mưa vào lúc cuối mùa, chính Đức Chúa làm cho chớp giật. Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội. Quả thật các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian. Chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế họ phải ra đi thảm não ê chề, như đàn chiên không người chăn dắt. Israel được giải phóng và được trở về. Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử, và sẽ hạch tội các con dê. Khi Đức Chúa các đạo binh viếng thăm đàn chiên của người là nhà Juda, thì bấy giờ người sẽ làm cho chúng nên như con ngựa chiến oai phong của người. Từ nhà Juda sẽ xuất hiện viên đá góc, từ đó sẽ xuất hiện cái cọc lều, từ đó sẽ xuất hiện cây cung trận, cũng từ đó sẽ xuất hiện mọi thủ lãnh. Tất cả chúng sẽ nên như những anh hùng. Khi giao chiến, chúng sẽ trà đạp địch quân, như bùn đất ngoài đường, chúng sẽ giao tranh, vì Đức Chúa ở với chúng, còn đám người cưỡi ngựa sẽ phải thẹn thùng. Ta sẽ làm cho nhà Juda nên hùng mạnh, và sẽ cứu thoát nhà Giuse. Ta sẽ đưa chúng trở về vì ta đã chạy lòng thương xót, như thể chưa bao giờ chúng bị ta ruồng bỏ, vì chính ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Chính ta sẽ đáp lời, Ephraim sẽ nên như dũng sĩ.
Chồng chúng hớn hở nhưng ngây ngất men say. Nhìn thấy thế, con cái chúng cũng hớn hở. Lòng chúng sẽ vui mừng vì Đức Chúa. Ta sẽ huýt sáo để tập trung chúng lại, vì ta đã cứu chuộc chúng. Chúng sẽ nên đông đúc như xưa. Ta đã tung chúng vào các nước, nhưng từ những miền xa xăm, chúng sẽ nhớ đến ta. Tại đó, chúng sẽ dưỡng dục con cái rồi sẽ trở về. Ta sẽ đưa chúng về từ đất Ai Cập, sẽ tập trung chúng lại từ Assur. Ta sẽ dẫn chúng vào đất Galaad và Liban. Thế mà vẫn chưa đủ chỗ cho chúng. Đức Chúa sẽ băng qua biển Ai Cập, sẽ đập tan ba đào ngoài biển cả, khiến mọi chỗ nước sâu trong sông Nin thành khô cạn. Bấy giờ, niềm kiêu hãnh của Assur bị hạ xuống, và vương trượng của Ai Cập sẽ bị đẩy xa. Ta sẽ làm cho chúng nên hùng dũng trong Đức Chúa. Nhân danh Người, chúng sẽ tiến đi, sấm ngôn của Đức Chúa. Sách Zacharia đoạn 11 từ câu 1 đến câu 17. Hỡi Liban, hãy mở tung các cửa, lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi. Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã đổ nhào rồi, vì những cây to lớn đã bị triệt hạ. Rú lên đi, hỡi những cây sồi Ba San, vì khu rừng rậm đã bị tàn phá. Hãy nghe tiếng rú của các mục tử, vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan. Hãy nghe tiếng gầm của lũ sư tử con, vì niềm kiêu hãnh của Jordan đã bị sụp đổ. Hai người mục tử, Đức Chúa Thiên Chúa của tôi phán thế này: Người hãy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm thịt. Bầy chiên đó, những kẻ tậu được đem đi giết, mà không nghĩ rằng mình phạm tội. Và những kẻ bán chúng nói: Chúc tụng Đức Chúa, tôi đã nên giàu có. Thế mà các mục tử của chúng chẳng chút xót thương. Quả thật, ta chẳng còn thương xót dân cư xứ này nữa, sấm ngôn của Đức Chúa. Và đây, chính ta sẽ trao mỗi người vào tay người lân cận và vào tay vua của nó. Những người này sẽ tàn phá xứ sở, nhưng ta sẽ chẳng cứu một ai khỏi tay chúng. Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây gậy, một cây gọi là ân huệ, cây kia là liên kết, và tôi đã chăn dắt bầy chiên. Chỉ trong một tháng, tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích, nhưng chẳng mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi. Bây giờ tôi nói, ta không chăn không dắt nữa đâu, con nào chết thì chết, con nào mất thì mất, con nào còn lại thì cứ ăn thịt lẫn nhau. Thế rồi tôi lấy cây gậy, ân huệ đem bẻ gãy, để hủy bỏ giao ước tôi đã ký với muôn nước. Vậy ngày hôm ấy, giao ước bị hủy bỏ. Bọn lái buôn chiên dê quan sát tôi thì nhận ra đó chính là hành động của Đức Chúa. Bấy giờ tôi bảo họ, nếu các ông cho là phải thì trả công cho tôi, không thì thôi vậy. Họ tính công cho tôi là 30 đồng bạc. Đức Chúa liền phán bảo tôi, ném số tiền đó vào kho bạc đi, chúng đánh giá ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy tôi đã đem 30 đồng bạc mặc quẳng vào kho bạc nhà Đức Chúa. Sau đó tôi bẻ gãy cây gậy thứ hai, cây gậy liên kết, để hủy bỏ tình huynh đệ giữa Giuđa và Israel. Đức Chúa lại phán với tôi, hãy sắm sẵn hành trang mà đóng vai người mục tử điên khùng, về này chính ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm, con thất lạc, nó chẳng đi tìm, con bị thương, nó không chạy chữa, con mạnh khỏe, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo thì chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả móng. Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên, gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó, cánh tay của nó sẽ khô đét và mắt phải của nó sẽ mù lòa. Zacharia đoạn 12 từ câu 1 đến câu 14. Jerusalem được giải thoát và được đổi mới. Lời sấm, lời Đức Chúa phán về Israel cũng như về Giuđa, sấm ngôn của Đức Chúa, đấng căng các tầng trời và đặt nền cho cõi đất, đấng ban sinh khí cho người phàm. Đây chính ta sẽ biến Jerusalem thành chén nồng choáng váng cho mọi nước chung quanh. Điều đó sẽ xảy ra khi Jerusalem bị vây hãm.
Ngày ấy, ta sẽ biến Jerusalem thành quả tạ cho muôn dân nước. Bất cứ ai nhấc nó lên sẽ rách da rách thịt. Muôn dân trên cõi đất sẽ họp nhau chống lại nó. Ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ đánh phạt, khiến ngựa hóa cuồng và người cưỡi hóa điên. Nhưng nhà Giu-đa, ta sẽ đưa mắt nhìn, còn ngựa của mọi dân nước ta sẽ đánh phạt, khiến chúng mù lòa. Bấy giờ các thủ lãnh Giu-đa sẽ nhủ thầm, dân cư Jerusalem được mạnh sức là nhờ Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của chúng. Ngày ấy ta sẽ làm cho các thủ lãnh Giu-đa nên như cái lò bốc cháy giữa đống củi, như đuốc cháy giữa đống rơm, chúng sẽ thiêu rụi mọi dân nước chung quanh, cả hai bên tả hữu, còn Jerusalem vẫn ở nguyên tại chỗ. Trước hết, Đức Chúa sẽ cứu các lều trại của Giu-đa để vinh quang của nhà David, cũng như vinh quang của dân cư Jerusalem, không trội vượt hơn vinh quang của Giu-đa. Ngày ấy Đức Chúa sẽ che chở dân cư Jerusalem, và ngày ấy kẻ yếu sức nhất trong đám dân ấy cũng sẽ nên như David, và nhà David sẽ nên như Thiên Chúa, như vị thần sứ của Đức Chúa trước mặt đám dân ấy. Ngày ấy, ta sẽ tìm cách tiêu diệt mọi dân tộc tiến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta, chúng sẽ khóc than đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Jerusalem, như người ta than khóc thần Hadad Rimmon ở cánh đồng Megiddo. Xứ sở sẽ khóc than riêng từng thị tộc nhà David riêng, vợ con của họ cũng riêng, thị tộc nhà Nathan riêng, vợ con của họ cũng riêng, thị tộc nhà Levi riêng, vợ con của họ cũng riêng, thị tộc của nhà Simi riêng, vợ con của họ cũng riêng, và mọi thị tộc còn lại, riêng từng thị tộc, vợ con của họ cũng riêng. Zacharia đoạn 13 từ câu 1 đến câu 9. Ngày ấy một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà David và dân cư Jerusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần. Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa, cả những ngôn sứ và những thần ô uế. Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này. Nếu có ai còn tuyên sấm thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó sẽ bảo rằng, mày sẽ không được sống vì mày đã nhân danh Đức Chúa mà nói điều dối trá. Cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó khi nó đang tuyên sấm. Ngày ấy các ngôn sứ sẽ phải xấu hổ vì thị kiến của họ khi họ tuyên sấm. Họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để lừa dối, nhưng sẽ nói, tôi không phải là ngôn sứ, mà chỉ là một người cày ruộng. Quả thật, ngay từ hồi còn niên thiếu, tôi đã có tài sản đất đai. Nếu người ta hỏi nó, tại sao anh có những vết thương trên ngực, nó sẽ trả lời, đó là vì tôi bị đánh trong nhà những người thân của tôi. Nhân cách hóa lưỡi gươm dân mới. Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của ta, đánh đồng bào của ta, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Hãy đánh mục tử thì đàn chiên sẽ tan tác, cả những con bé nhỏ ta cũng trở tay đánh phạt. Bấy giờ trên toàn xứ, sấm ngôn của Đức Chúa, 2/3 sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong, còn 1/3 sẽ được để lại. Ta sẽ đưa 1/3 này qua lửa, sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc, và thử chúng như thử vàng. Chính chúng sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ đáp lời chúng. Ta sẽ nói, chúng là dân của ta. Chúng thưa lại, Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi. Zacharia đoạn 14 từ câu 1 đến câu 21. Cuộc chiến thời cánh chung. Vẻ huy hoàng của Jerusalem.
Này đây hỡi Jerusalem, sẽ đến ngày của Đức Chúa, khi người ta đem chia của cải của ngươi ở giữa ngươi. Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Jerusalem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp. Một nửa dân thành sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân sót lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành. Bấy giờ Đức Chúa sẽ tiến ra và chiến đấu đánh lại các dân tộc ấy, như ngày người chiến đấu trong thời giao tranh. Ngày ấy người sẽ dừng chân trên núi Ô-liu, đối diện với Jerusalem về phía đông. Núi Ô-liu sẽ trẻ ra ở giữa, từ đông sang tây, làm thành một thung lũng rộng lớn. Một nửa quả núi sẽ lui về phía bắc và một nửa về phía nam. Các ngươi sẽ chạy trốn qua thung lũng giữa các núi của ta, vì thung lũng giữa các núi chạy dài tới A-san. Các ngươi sẽ trốn thoát như đã trốn thoát cơn động đất thời Út-si-gia làm vua nước Giu-đa. Rồi Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, sẽ đến cùng với toàn thể các thánh của người. Ngày ấy sẽ chẳng có ánh sáng, nhưng chỉ có lạnh lẽo và giá buốt, sẽ chỉ còn là một ngày độc nhất, duy một Đức Chúa biết, không còn phân biệt ngày với đêm. Ngay lúc hoàng hôn vẫn có ánh sáng, ngày ấy nước mạch sẽ chảy ra từ Jerusalem, một nửa chảy ra biển Đông, một nửa chảy ra biển Tây, sẽ xảy ra như vậy trong cả mùa đông lẫn mùa hè. Bấy giờ Đức Chúa sẽ là vua cai trị toàn cõi đất. Ngày ấy Đức Chúa sẽ là Đức Chúa duy nhất và danh người là danh duy nhất. Tất cả xứ sẽ nên như đồng bằng, từ Geva tới Rimmon, phía nam Jerusalem. Jerusalem sẽ được nhắc lên cao và ở nguyên tại chỗ, từ cổng Benjamin cho đến tận cổng xưa, đến tận cổng góc và từ tháp Canaan cho đến tận bồn ép nho của nhà vua, người ta sẽ cư ngụ tại đó, sẽ không còn án chu hiến nữa và Jerusalem sẽ được sống yên hàn. Và đây sẽ là tai ương Đức Chúa giáng xuống mọi dân nước đã giấy binh chống lại Jerusalem. Người sẽ làm cho thịt chúng rửa ra ngay khi chúng còn đang đứng vững. Mắt chúng sẽ rửa trong hốc mắt và lưỡi chúng sẽ rửa trong miệng. Ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi súc vật trong các trại cũng sẽ gặp phải một tai ương giống như tai ương kia. Ngày ấy Đức Chúa sẽ gây ra giữa chúng một nỗi hoảng sợ lớn lao. Người này sẽ túm lấy tay người kia và giơ tay đe dọa lẫn nhau. Cả Giu-đa cũng sẽ đến Jerusalem để chiến đấu và sẽ thu lấy tài sản của mọi dân tộc chung quanh, vàng, bạc và vô số y phục. Sau đó, mọi người còn sót lại từ mọi dân tộc đã tiến đánh Jerusalem hàng năm sẽ lên thờ lạy Đức Vua, tức là Đức Chúa các đạo binh, và mừng lễ lều. Thị tộc nào trong các thị tộc trên cõi đất không lên Jerusalem thờ lạy Đức Vua, tức là Đức Chúa các đạo binh, thì sẽ không có mưa cho chúng. Nếu thị tộc Ai Cập không lên và không đến thì nó sẽ phải chuốc lấy tai ương mà Đức Chúa đã giáng xuống các dân tộc không lên mừng lễ lều. Đó sẽ là án phạt dành cho Ai Cập và án phạt dành cho mọi dân tộc không lên mừng lễ lều. Ngày ấy trên lục lạc ngựa sẽ có ghi, thánh hiến cho Đức Chúa. Và các nồi niêu trong nhà Đức Chúa sẽ được xem như những chiếc bình dày ở trước bàn thờ. Mọi nồi niêu ở Jerusalem và ở Giu-đa sẽ được thánh hiến cho Đức Chúa các đạo binh. Tất cả những người dân hy lễ sẽ đến lấy những nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy sẽ không còn lái buôn trong nhà Đức Chúa các đạo binh nữa.